Tử Vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, năm 2021, nữ mạng. Sự nghiệp phát lên như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Nhâm Tý thường được đánh giá là người thẳng thắn, thật thà và không thích ưa nịnh, lợi dụng người khác. Họ là những người sống ở hiện tại nhưng luôn lo lắng cho tương lai phía trước, không bao giờ hưởng thụ, ham chơi quá đà. Bản mệnh luôn hết sức nỗ lực, chăm chỉ phấn đấu, dành dụng của cải để cuộc sống về sau sung sướng, an nhàn. Họ thường hy sinh bản thân mình vì gia đình, con cái và những người thân xung quanh mình. Chính vì vậy mà nữ mạng tuổi 1972 cả đời hà tiện, dành dụng chăm lo cho gia đình, con cái. Sang năm 2021, tuổi Nhâm Tý thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế, mở ra vận thế tốt đẹp hơn. Sự nghiệp phát lên như diều gặp gió, việc hợp tác, làm ăn mang về nhiều thuận lợi. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Nhâm Tý sẽ xảy ra những điều gì? Bản mệnh có gặp được quý nhân nào hay không? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Nhâm Tý trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, nữ mạng Nhâm Tý sinh vào năm 1972 cùng thái tuế cấu thành Tý Sửu lục hợp, tức là quan hợp thân, xuất hiện sát ấn tương sinh. Đây là một năm mà vận số của những người tuổi Tý tương đối hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Về các tinh, bạn được văn dương tinh và tuế hợp che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới nhiều việc tốt. Bước sang năm mới, nữ mệnh sinh năm 1972 đã 49 tuổi. Tổng thể vận thế nửa cát, nửa hung. Trong sự nghiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội, việc hợp tác làm ăn mang về nhiều lợi nhuận. Mặc dù bản mệnh phải hao tâm tốn sức không ít, nhưng thu hoạch cũng rất dồi dào. Tài vận của nữ Nhâm Tý sẽ rất cao, tuy nhiên tình cảm lại đi xuống, có thể phát sinh tranh cãi với chồng. Sức khỏe của bạn cũng cần chú ý hơn nhiều, nhất là trong 6 tháng cuối năm 2021, có thể xuất hiện bệnh tật xấu, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ gây ảnh hưởng về sau. Có thể thấy được, sang năm 2021 Tân Sửu, nữ tuổi 1972 Nhâm Tý sẽ có nhiều khởi sắc hơn so với năm 2020. Do năm Tân Sửu 2021 hợp với thái tuế, nên về vận trình của năm sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Chính vì vậy, để nhận sự che chở của ngài, bạn hãy làm lễ nghênh thái tuế. Bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế năm 2021 để được quý thần trợ giúp hóa giải những tai ương không đáng có của năm. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021, tuổi Nhâm Tý nữ mạng sẽ dựa vào các sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó, có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Về mặt sự nghiệp, tuổi 1972 gặp năm 2021 Tân Sửu tạo sát ấn tương sinh. Trong sự nghiệp được quý nhân chiếu cố nên sự nghiệp tăng tiến. Tuy nhiên, sẽ chịu một số áp lực nhất định. Tuổi này cũng cấu thành quan ấn tương sinh với thái tuế. Tuổi Tý lục hợp Nam Sửu nên sẽ có nhiều cơ may gặp được đối tác hợp tác tốt. Công việc vì thế mà chạy băng băng, dễ dàng hóa giải khó khăn, thuận buồm xuôi gió. Nữ mạng tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong năm nay có nhiều cơ hội và cả thách thức.
Bản mệnh thể hiện năng lực rất tốt, có thể đạt được thành công vang dội. Bản mệnh phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, đặc biệt là được người khác giới ưu ái. Bạn nên tranh thủ học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới. Tuổi 1972 cũng có cơ hội được thăng chức. Chỉ cần giữ thái độ khiêm nhường và cầu tiến, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu. Sau khi thoát khỏi thái tuế, làm cho mọi thứ của nữ tuổi 1972 Nhâm Tý dần chuyển biến tích cực hơn năm 2020 rất nhiều. Để có thể tận dụng vận may này và bứt phá ngoạn mục hơn sau một năm bị thái tuế kìm kẹp và dịch bệnh hoành hành, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí vòng tay là tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chia cát lành, may mắn và tài lộc về cho bản mệnh. Hơn nữa, vòng tay còn giúp chiêu mời quý nhân che chở và bảo vệ cho bản mệnh trong mọi bước đi và sự phát triển của năm 2021. Về mặt tài lộc, tử vi năm 2021 của người sinh năm 1972 thì không xuất hiện tài tinh, nhưng tuổi này cũng cùng thái tuế cấu thành sát ấn tương sinh nên trăm điều lợi. Tuy áp lực nhiều nhưng tiền bạc cũng theo đó mà tăng cao. Tuy vậy, chính tài lương bổng thì không có nhiều biến chuyển mấy. Nhưng vận thiên tài lại cực kỳ may mắn bởi nhâm thủy và tân kim là ngũ hành tương sinh. Kim nước lã thúc giục thiên tài làm cho tuổi Tý ở năm 2021 sẽ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng cũng phải chịu nhiều áp lực. Tài vận năm nay phải gọi là cuồn cuộn khiến cho người ta hâm mộ. Vận chính tài có mạch viện và tuế hợp hỗ trợ, sự nghiệp như ý, chính tài vận như nước đẩy thuyền lên. Chỉ cần Nhâm Tý biết cách tiết kiệm, dự trữ tiền nong thì sẽ không cần phải lo lắng nhiều. Bản mệnh vừa giỏi kiếm tiền, vừa giỏi giữ tiền. Vận thiên tài sẽ đến bất ngờ, tuổi Nhâm Tý có thể dựa vào đó mà mua sắm thêm nhiều đồ yêu thích hoặc mua quà cho mọi người. Bên cạnh việc gặp cục diện tốt, che chở thì bạn cũng cần một chút may mắn để việc đầu tư và kinh doanh được thuận lợi hơn. Chính vì vậy mà thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh. Pháp khí nhà Phật bát bảo tâm kinh sẽ giúp tăng may mắn, tăng cường vận khí, tăng phúc và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Bên cạnh đó, vòng còn giúp xua đuổi những kẻ tiểu nhân quấy phá bản mệnh trong quá trình phát triển này. Về mặt tình duyên, tuổi Tý năm 2021 có quan đến hợp thân, thái tuế là thất sát hay còn được gọi là thiên quan, tượng trưng cho sức cuốn hút của người khác phái. Bởi vậy, tuổi Tý năm nay ắt sẽ gặp được người quan tâm mình. Nữ mệnh tuy nhân duyên không tồi nhưng bản thân cần chủ động giao lưu, gặp gỡ nhiều hơn mới có thể tìm được người trong mộng. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có đường làm quan rất rộng mở. Nhất là người trẻ tuổi thì cực kỳ mạnh mẽ, không ngại gian lao để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên chuyện tình cảm thì ngược lại, vì cường thế mà để tạo ra khoảng cách với chồng mình, thậm chí còn có thể bị người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Thậm chí nếu nghiêm trọng còn có thể ly hôn. Bởi vậy, tuổi này cần chú ý phát hiện vấn đề xảy ra sớm để có biện pháp hàn gắn. Để có thể kích hoạt tình duyên và vận đào hoa thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn nhỏ, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Còn những người độc thân sớm tìm được nửa kia của mình, thoát khỏi kiếp độc thân. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Tý năm 2021 mà sức khỏe không được tốt do có thái tuế cùng với Tý hợp nhưng mà là khắc hợp. Nữ mạng 1972 có thể bị mất sức do công việc quá bận rộn, vất vả. Tốt nhất nên kết hợp vừa làm vừa nghỉ ngơi. Trong 6 tháng cuối năm, sức khỏe sẽ sa sút nhiều hơn do vừa lo việc gia đình, vừa lo công việc. Giấc ngủ kém chất lượng, sức đề kháng suy yếu sẽ khiến cho bệnh tật phát sinh. Bởi vậy, bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn thay vì lao đầu nhiều vào công việc. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng có quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực tam hợp khí sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn.
Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ 6 hạn của tuổi Nhâm Tý năm 1972 lưu mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp chương trình. Vận hạn năm 2021 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng. Hạn huyền tuyền chủ về sức khỏe, bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm. Kinh doanh kỵ đường thủy để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được báo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Thứ nhất, về sức khỏe. Người gặp hạn huyền tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Thứ hai, về làm ăn. Nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhìn chung, tất cả liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia. Dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Thứ ba, về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó sẽ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi dẫn tới tiền mất, tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như gia đình không được ổn định. Để giải hạn huyền tuyền, bạn cần lưu ý. Huyền tuyền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn tới tử vong. Vậy nên, bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường bệnh tật mà dẫn tới huyền tuyền. Huyền tuyền, trọng bệnh số lâm chung. Trong chuyện làm ăn, không nên kinh doanh, buôn bán hay làm bất cứ việc gì liên quan đến sông nước, bao gồm cả việc thuê người khác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Như vậy mới tránh được những tai họa dẫn đến với mình. Đặc biệt, bạn không nên tham gia những việc không phải của mình, kẻo tiền mất, tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình. Nếu bạn muốn giảm thiểu nguy cơ rủi ro, tăng cường may mắn và sức khỏe khi gặp hạn huyền tuyền, đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện, mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, cơ sẽ của phúc đức, vận may. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nữ mạng vận trình nửa cát nửa hung. Xem sáu hạn năm 2021 tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng là sao Thái Âm, gặp nhiều cạnh tranh. Năm gặp Thái Âm thì làm gì cũng thuận lợi, vừa ý, có công danh và tiền bạc, hỷ sự vào tháng 9. Nhưng có điểm gây đau ốm bệnh tật, sinh đẻ có nguy cơ cho nữ giới vào tháng 10. Người sinh năm Nhâm Tý là Tý Mạng Thủy, có tài làm ăn kinh doanh nhưng hay thay đổi chủ ý. Gặp sao Thái Âm ngũ hành thủy sinh kiếp tài tinh, là ngôi sao đại diện cho vận cạnh tranh mạnh mẽ. Có thể thấy vận hạn năm 2021 của tuổi Nhâm Tý nữ mạng dù thuận lợi nhưng thử thách không phải là nhỏ. Vậy cạnh tranh xuất hiện nhiều, bản thân phải nỗ lực không ngừng để vượt qua các đối thủ trước mắt và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.